Vâng, Khang Khát Anh xin kính chào các bác nhá. Hôm nay rất là vui mừng thông báo với bác là các anh vừa nhập được một lô quạt điều hòa hay gọi là máy làm mát hay quạt đá cũng được. Nhập được lô giảm giá các bác nhá. Giảm giá nên bán cho bác cũng giá mềm mại luôn. Đấy, bác nhanh nhanh tay sở hữu sản phẩm quạt tuyệt vời. Cũng chả biết là gọi là hãng gì luôn này. Không biết tiếng Trung của bác nhé. Đây, mã là N5500. Đấy, nói chung là mã N5500 tiếng Trung của bác nhé. Màu gọi này là màu màu xanh rêu nhá. Xanh rêu lâu này các bác. Gọi xanh rêu cũng được. Trắng xanh rêu. Giá chỉ có 1.650.000 các bác nhá. Đấy, ngăn đá riêng này các bác này, bánh xe này, về các bác lắp vào cao 1 mét luôn. Đá khô này. Hướng dẫn các bác luôn, đá khô này, có những hạt đá khô các bác về cho nước vào đây hòa tan. Cho nước vào đây nó tan ra, lắc đều lên. Cho ngăn đá tủ lạnh. Nó đông đặc thì cho vào đây để làm mát các bác nhá. Cái đá khô này thì nó giữ nhiệt rất là sâu và lâu tan các bác nhá. Nhiều bác lần đầu sử dụng là không biết. Mã L5500 xanh rêu này. 40 lít các bác nhá. Bình chứa nước là 40 lít, công suất là 150W này. Điện 220V. Đấy, ba mặt có tấm làm mát này các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Tấm làm mát. Rất tuyệt vời. Giá 1.600.000. Chưa bao gồm phí ship. Đấy, các bác mua hàng thì xin vui lòng liên hệ số máy nhân viên bán hàng bên Khắc Thanh ở trên màn hình các bác nhá. Khắc Thanh bán rẻ rồi cho nên là các bác mua hàng vui lòng đặt cọc ở 100.000. Hoặc 200.000. 100.000 cũng được, gọi là cho đơn hàng chắc chắn thôi. Chứ còn Khắc Thanh đem này thì ra bưu điện là nếu các bác ở gần đã 150 rồi, xa hơn nữa là 200, 250, ví dụ thế. Đặt cọc có 100.000 gọi làm tin thôi các bác nhá. Này, khi mà gửi qua bưu điện thì bên em đóng gói rất là cẩn thận, bọc kín ở bên trong, sau đó thì mới cho vào thùng như này này. Đấy, cho nên là rất là vất vả, cho nên là các bác đặt cọc vui lòng đặt hàng thì vui lòng đặt cọc 100.000. Đấy, gọi là cho chắc chắn đơn hàng, cho bên em gửi hàng nó yên tâm, nó bọc hàng nó chắc chắn. Đấy, gửi hàng qua bưu điện là không phải đơn giản đâu, cho nên là rất mất rất là nhiều công sức để mà bọc gói hàng. Mã là 5500 màu xanh trắng xanh này các bác nhé. Hai này có 4 số này, hướng dẫn các bác sử dụng luôn này, các bác sử dụng lần đầu. Đảo gió này, đảo cánh gió này, hai bên đấy. Bơm nước này. Các bác nhận hàng bác chỉ cần test bơm nước này đấy, các bác bấm này nè. Đấy, quạt nó kêu ù này đấy. Là máy bơm nước hoạt động là ok rồi. Chứ còn nhận hàng qua bưu điện người ta không cho đổ nước đâu. Đấy, cho cắm điện và test là ok rồi. Đấy, 4 số luôn các bác nhá. Đấy, cách bưu điện thì thường thường người ta cho xem thôi, nhưng mà các anh thì cho yêu cầu là cho xem và test điện vô tư, thử cắm điện và test ok nhận hàng thanh toán tiền các bác nhé. Các bác thấy hay thì hãy đăng ký kênh để theo dõi video sản phẩm mới nhất mà cửa hàng đưa lên. Đấy, với quạt điều hòa hay gọi quạt máy làm mát hay gọi là quạt đá cũng được, với sự hỗ trợ của gió mát này, của gió này, gió thông thường nhé. Gió thông thường thì giống như quạt thông thường thôi, nhưng mà đây có những cái tấm làm mát này này, tấm làm mát và sự kết hợp của nước để làm giảm nhiệt độ của gió khi mà hút vào đây rồi và chạy qua ngăn đá này các bác nhá, thì nhiệt độ nó giảm xuống và nó thổi ra rất là mát. Đấy, như ngày nóng cao điểm thì các bác có thể là cho thêm đá vào đây, đá thường vào đây đảm bảo mát lạnh luôn. Đấy. Một năm thì có vài lần là đỉnh điểm nắng nóng thôi, cho nên là đỉnh điểm nắng nóng là các bác bổ sung thêm đá vào. Còn bình thường các bác dùng nước không mà
Gió này đã nào mát rất ok rồi, giảm đến 10 độ C. Quạt thông thường thì các bác dùng nó cũng chả giảm được độ nào, mà khi nhiệt độ quá 37 độ C ấy, các bác cứ tưởng tượng là các bác tưởng tượng rằng là những ngày nắng nóng 37 độ C trở lên, các bác dùng quạt thông thường thì kìa, bật càng bật thì nó càng nóng, nên là nhiều người cũng không dám bật quạt nữa. Nên là những quạt điều hòa như này thì nó rất là mát luôn, tuyệt vời các bác nhé. Các anh cung cấp sản phẩm giá rất là phải chăng, 1.650.000. Rồi, xin cảm ơn các bác nhé. Mặt tao các bác này, số 1 này. Đấy, còn anh nhá, khi các bác dùng số 1 này, số 1, số 2 các bác dùng phòng ngủ hoàn toàn ok nhá, rất là êm ái, nhẹ nhàng mát luôn. Số 2 này. Đấy. Số 3. Đấy, quạt này nó vừa phải mà ta dùng phòng khách hay là phòng khách không quá rộng hoặc là phòng ngủ thì rất là ok. Đây, số 4 này. To nhất nhé.